Ủa 300 mấy k luôn hả? Ngang kèo mình hả? Coca là cẩn thận nha, từ từ. Ok. Coi chân nha. Rồi có mình giao chuyện nha, cẩn thận. Viên mình giao chuyện ngay. Cẩn thận nha, từ từ nha. Coi chân. Mình giao đánh anh em á, cẩn thận. Coi chân sẵn rồi. Có chiêu chưa? Bốn giây nữa gom lại nè. Gom một thằng chết nè. Gom. Ôi bị lắc. Cẩn thận nha. Coi chân. Nè bắt thằng dưới đây nè. Dưới đây yếu hơn nè. Coi chân cái nào. Mình giáo nè. Cẩn thận. Từ từ. Này dím chỗ này bên mình á. Có chiêu báo nha anh em, có chiêu báo nha. Sóc đàm chết luôn. Chính giây. Ok. Đã sóc thằng Alibaba á, thấy Alibaba nó dễ yếu máu á. Coi chân nha. Anh em bắt nào là cô vô đó luôn á. Đổ mục tiêu Alibaba. Bắt đi, vô luôn nè. Giết được. Hai. Rồi đánh võ đan yếu nè. Coi chừng nha, bơm máu cái kiểu nha. Cẩn thận. Lên dưới nè. 4 giây nữa. Đừng chết nha. Không chết nổi đâu. 4 giây nữa. Quất. Ai da, đang bị giữ dưới đây. Rồi, hay. Khó chịu ghê ta. Công nhận có hàng bên giáo trị vô nó bường bên mình cũng căng phết đấy. Phải coi lại, tại vì nó có cái dấu định hướng. Đúng rồi. Mà năm đổi mục tiêu á, nó không có theo. Phải lứt vô nhân vật. Ôi, căng nha. Chết mẹ. Coi chân. Chạy xuất gia, coi chân, đụng bom á. Bắt được thì quất luôn nha. Ê, thằng đó đụng bom nha, Ơi, tản ra, đó đụng bom á. Coi chân chạy xuất gia. Nó đặt bom á. Né bom đó. Coi chân đẩy ra kìa. Cẩn thận. Coi chân nha. Cẩn thận. Cứ xả vô. Cô mất bất tử rồi. Cẩn thận. Gom vô. Xả chiêu. Coi chân. Tản ra. Ôi, chào quá. Coi chân nha. Dí kìa. Đụng bom kìa. Đụng bom xúc chết kìa. Coi chân đập bom á. Ừ, cẩn thận. Góc, ok. Chạy. Coi chừng. Chạy xuất ra. Có kêu con này. Đâu rồi. Cẩn thận. Thiếu ông võ đan này. Từ từ. Đặt bom mới nha. Coi chừng. Từ từ nha. Xuất ra. Coi chừng gom lại. Nó đặt bom á, đẩy ra đó. Gom vô. Dính vô vàng à, dính nè. Má ơi, chào quá. Đạt ma, ổn hơn nhiều đam quá. Ba anh top luôn á. À, căng à. Top á. Top cùng luôn. Top khó, nãy mình mà chơi sớm xíu, mình đích đam xíu là chết anh đồ môn mày. Đồ môn còn xíu máu à. Nãy gần đồ môn còn xíu máu à. Hai mấy đồ đánh chết xong mình chạy là mình win á. Đúng rồi. Giờ mình combo xong mình chạy đúng không? Đâu, mà nãy mà mình giết được nó là mình chạy là ok luôn á. Khỏe rồi. Giết được là một em là mình chạy là mình. Đúng rồi. Này đơn giản quá. Trời, thua ổn quá ta. Trời, nãy giết được một em là đúng là, rồi. Nãy đường môn mình đứng ngay góc á là nè, mình ăn chỉ ăn một đam thôi còn ừ, đúng rồi. Không gì được. Đúng rồi. Nó đẩy lần, tại vì mỗi lần nào áp sát là mình phải né nó thôi, mất công là nó chơi chiêu cuối cho anh em là mệt.
Cua thì không sao, mà sợ hai ông hải thổ thôi. Hải thổ lên dĩa đó, đẩy ba nhát là ly luôn. Hồi nãy thấy anh em còn xíu máu mà. Bà con thiên dương này nó lướt của nó hơi bị cùi, hơi bị chuối. Lướt nó chạy tùm lum tà là. Chưa gì hết gặp top rồi, buồn thế. Gắn gà phải gặp top ngay trận cuối mới vui chứ, nhập sớm quá. Gặp top là vui rồi. Đại mã đầu đúng không? Đừng bơm bơm. Khí linh, khảm, máu cũng trâu phải đấy. Sáng là lấy top ra. Đang nghiên cứu là cho đúng chứ bây giờ quăng vô là tài tiền tiếp. Đúng rồi. Đầu tiền, đầu game giờ xài phí quá, nghiệm quá. Làm gì xài phí sao? Chế khí linh hả anh em? À, chế rồi mít lên đồ bậy. Ngọc mua Ngọc, hồi đó Ngọc mình mua là mình mua full giá luôn á, mua hồi còn 500-700, xong mới đợt nó giảm xuống 300 mấy rồi lại không mua. Tưởng à, tự bị hố à. Hồi đó là chắc anh em đua top mà lục đúng không? Chơi đó chắc đua top à? Phải vô chơi cũng chơi anh em cho vui thôi. Trận này chắc cũng đơn giản. Đơn giản, bình hơn nó 100k lần. Không nhưng mà đánh với top mới sướng. Đúng rồi. Giờ có kèo team đó đánh lại mình thì được. Chứ mà giờ mấy team ngang ngang mình thì mình giật được. Không, nếu mà team đánh lại mà nãy có tay dài là thì không có tay dài đúng không? Nó có bùng bom đúng không? Nó ba thằng tay dài. Nó hai thằng cung lông đao mà. Ủa đâu? À đúng rồi, một hai con lông đao đạn mà đầu là đường môn. Cái pha đó, pha đầu là đường môn nó nhào vô mình, cái mình bắt lại lên chí mạng được mấy cái, nó còn xíu máu mà không có đam, không còn đam nữa, hết đam rồi. Chạy được. Nãy lấy mình làm sao mà để mình luyện cái tay á. Mình lấy mục tiêu cho nó nhanh á. Lúc đó là mới chiến được chứ giờ. Lấy mục tiêu cảnh á. Cái game này nó dễ nha. Bình thường mình lấy mục tiêu là mình bấm vô cái thằng nhân vật đó luôn là ok nha. Là lấy mục tiêu tại cái thằng đó luôn. Mà cái game này nó dở cái mà mình bấm vô, ví dụ là cô bấm vô anh em đúng không, nó hiện cái mặt của anh em ra là không thao tác được chiêu luôn. Nó bị dở chỗ đó đó. Bây giờ là muốn chọn mục tiêu thì mình phải đổi cái nút chọn mục tiêu nó mới được. Bị khẩn chỗ đó, nó bị dở chỗ đó. Ở bên server mình cứ mấy cái top và mấy ổng cứ tàn, không ai cách biệt quá ha. Mấy ổng treo máy mà, đa số treo máy giờ ổng mấy ổng giao hạt lại cho mấy bạn trong ban đi. Có con đồng bôn 360 nha. Từ cẩn thận. Bắt. Coi chân. Rồi mọc ạc. Thôi lướt xiên này luôn. Rồi giết công lông thôi. Quay lại. Bắt nè. Rồi hết rồi. Hết thu nhỏ rồi. Mạnh ghê à. Ạc này tung ghê lắm. Ạc này là ổng ổng build lấy chỉ số mà, đâu build lấy lực tài phú đâu. Build ác lắm á. Tùng đúng mạnh luôn. Tùng thấy rõ rệt là gọi là khắc hệ luôn ha. Đúng rồi. Hơn được cái khắc hệ với lại thêm cái chí mạng cao. Tùng đã thiệt á. Tùng phát ngọn ra lên dĩa. Hả? Cái game này khắc hệ đúng khắc hệ luôn.
Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.